ba xe để xóa chứng cứ đó. Chị là mất chứng cứ rồi. Trơn tráo thật. Chuyện gì xảy ra vậy chị? Có phải là Hải đang sắp cưới không? Là thật đó. Trong lúc chị lo chuyện của thằng Khoa thì Hải đang nhờ có sự giúp sức của anh Thư mà vực lại tinh thần. Cô ta còn nhanh hơn một bước là nghĩ luôn chuyện làm đám cưới với Hải Đăng nữa kìa. Sao lại có chuyện như vậy được? Chỉ trong một thời gian ngắn mà cô ta có thể cột chân Hải Đăng được à? Cô ta đã lên kế hoạch rất là rõ ràng. Cô ta vờ ra chuyện có một fan cuồng theo đuổi, rồi liên tục tặng hoa, rồi gửi thư nặc danh, làm cho Hải Đăng đứng ngồi không yên. Chị nhìn sơ qua là chị biết cô ta bày trò rồi. Nhưng bực mình ở chỗ là anh Hải không có tin lời chị. Ảnh còn đồng ý cho Hải Đăng lấy anh Thư nữa. Và lúc nào cũng la chị là đừng có gây chuyện. Chỉ cần mình tìm ra bằng chứng để vạch mặt cô ta là được chứ gì. Nếu như mà có bằng chứng thì còn nói gì nữa. Trừ khi là mình tìm ra được địa chỉ cái shop hoa mà cô ta hay đặt á. Con đã mua loại hoa mà dì thích nhất. Dì nhận đi ạ. Chị nhớ rồi. Chị kiểm tra giúp tôi. Ngày 28 tôi có nhận được 5 giỏ hoa và 5 bó hoa từ cửa hàng này. Chị chờ tôi chút nha. Đúng ở địa chỉ này rồi đó chị. Mình vô trong đi. Dạ. Đây rồi. Người gửi tự xưng là HD yêu cầu tiệm tôi gửi tới tập đoàn Tinh Hoa. Có lưu số điện thoại phải không chị? Dạ có. Có số điện thoại và cả tài khoản ngân hàng. Nhưng mà có chuyện gì không chị? Chủ tiệm hoa có đây không em? Dạ có. Chị chờ tôi chút nha. Chào hai chị. Hai chị muốn mua hoa gì? À, tôi đang muốn hỏi thăm là... Chào cô Anh Thân. Cô vẫn khỏe chứ? À, chào chị. Tôi vẫn khỏe. Cô làm gì đây? Con tới mua hoa. Tình cờ thật. Sao dì biết tiệm hoa này mà tới đây vậy? Không tình cờ đâu. Tại lần trước cô mua hoa tặng tôi thấy rất đẹp. Cho nên hôm nay tìm đến shop hoa này để mua thêm mà. Thiệt hả dì? Vậy thôi, dì chọn hoa đi ha. Con có việc phải đi trước. Tôi ghé lại sau nha. Dạ, chào chị. Chào chị. Cô gái đó đến mua hoa hả? Dạ không. Chị ấy đến để hỏi số điện thoại của người đã gửi hoa cho chị ấy. Tôi có thể xem được không? Dạ được. Ủa? Mới đây mà. Bị xé rồi. Cho tôi mượn. Cô ta xé để xóa chứng cứ đó. Chị là mất chứng cứ rồi. Trơn tráo thật. Hoa Vương xem sớm nhất trên VOON và 20 giờ thứ hai đến thứ tư hàng tuần trên kênh V Channel.